Sự việc đầu tiên là như nào? Sự việc đầu tiên đấy, Ừ. thì Anh tôi đi đi về, à. về đến cái xóm nhà của tôi đấy, thì cái xóm của tôi là gần biển, cụ hiểu không? Và Gần biển, ở nó ở sát biển. và Để tôi ngó vào thì thấy nó đang chuyển đạo. à Chuyển đạo đầu tiên là tôi không biết gì, đầu tiên đấy tôi là nghĩ nhà đây là đang có cuộc họp gì cả, đang họp gia đình cả. Ngó vào xong làm một khoảng tầm được mấy phút đấy. ừ. Bà máu xó hổ nình vậy là vào đối chất nó mấy câu, vừa vào hỏi hỏi nó mấy câu đánh rồi Thế là mày nó mày chùm đang hết, chạy tăng luôn nó cũng chùm hết khăn trắng à? chụp mày khăn trắng chứ, Ờ, khăn đúng. trắng Ừ. quần quần áo đen khăn trắng Đúng rồi. Là Đức Chúa Trời quần áo đen mà. Và khăn trắng quả đấy mà anh mà quần áo đen khăn quay, trắng quả đấy mà anh quay clip hoặc anh chụp lại thì xong anh mới đánh nó thì hay nữa. Thế như xong là khi khi anh đánh nó xong như thế thì bắt đầu chúng nó phản ứng nào? chúng nó cũng xuống này, à nó xuống với tôi luôn, có cả đàn ông không phải ở ở quê của tôi mà đàn ông ở nơi khác, mà nó tầm khoảng là bọn nó đang trẻ lắm, Ai xa. bọn nó đang trẻ khoảng tầm 17 18 tuổi thôi, nó bật đại cả tôi mà. Nhưng mà anh em thợ của tôi thì lúc đấy là đi chỉ có 3 người thôi. À. Vào tôi bật lại tôi vậy là lên xã trình bày, thì bây giờ mình không có tăng chứng vật chứng Không, như nó phải thì có nó nguyên chối. nhân. Không, yên tâm, bởi vì thế là anh đấm nó thì nó gây thương tích được nhiều không? Thì đúng nó thì hộc máu cam thì nó chảy máu cam rồi, nó chảy máu chảy mũi về thì lên xã đấy thì trình bày sự việc. À, trình bày sự việc thì xã nó phải 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 điều tra chứ, chứ làm sao mà nó Xã nó đã đang điều tra đấy, thì nó phải điều tra chứ. xã Bây giờ xã nhá, em nói với anh nhá, cái việc mà hội thánh Đức Chúa Trời ấy nhá, cái hội mà Đức Chúa Trời này là An Ninh TV và Thời Sự đã lên rất nhiều ngày nay nhá. Đấy, tuần trước cũng lên ra giả cái vụ ở Vĩnh Yên đấy, ở Vĩnh Phúc đấy, ở trên trên Vĩnh Phúc đấy, là rất nhiều là chúng ta địa phương là đang bị dính vào cái hội Đức Chúa Trời này, nó đi tuyên truyền như này, và đây là truyền truyền đạo trái phép so với tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam của chúng ta, nên là anh không có gì phải ngại cả. Chắc chắn cơ quan điều tra ở xã mà không làm được thì sẽ phải báo lên huyện, mà huyện không làm được sẽ báo lên tỉnh, nên là anh cứ yên tâm, anh cứ có đầy đủ lời khai của các anh và những các cái anh mà chứng kiến cái việc đó, nên là các anh không phải ngại gì cả. Còn thực ra nếu mà có phạt thì cái này chắc nó cũng chỉ phạt hành chính, là anh đấm nó chảy máu mồm tí thôi, nhưng là phải đấu nhưng tranh. mà À. nhưng mà tôi nói với cụ này tôi không để yên đâu, Dĩ cụ này tôi phải nhiên, làm cho tôi không để yên cho chúng nó mà đồng hành được đâu, chính xác. tôi không để cho chúng nó đồng hành được. Đời của tôi nói thật với cụ này, tôi nói với cụ em thế này này, Vâng. nhà 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 tôi đấy Vâng. thì là 4 đời theo cái cách mạng, Đúng rồi. 4 đời theo cái cách mạng. Vâng. Ông cố của tôi 4 đời là Điện Biên Phủ, ông bố của tôi cũng hiến 12 năm trời, ông ba của tôi cũng vậy. Tôi thật với nhà nhà tôi toàn là đảng viên, đến Vâng. tôi cũng vậy, đến vợ tôi cũng vậy. Cho nên là một cái thành phần nào mà nó đi theo cái tôi nó thật mấy cụ thế này này, Vâng. bây giờ cái lối sống nó tha hóa quá, Tha tôi nói thật với hóa. cụ, Đúng nó rồi. tha hóa, nó tha hóa về đạo đức, nó biến chất quá. Vâng. Nói mấy cụ thế, nó biến chất về đạo đức quá. Kể cả như mà cái ngành văn hóa của mình ấy, Đúng bộ rồi. bộ văn hóa đôi khi cũng kể cả bộ giáo dục luôn, đối với Đúng cũng rồi. kể cả bộ giáo dục luôn, Thì đấy, em vẫn lên tiếng nó suốt len thế. lỏi, nó len lỏi vào bộ giáo dục, vào bộ văn hóa. Tôi nói với cụ nó nhức Vâng. nhối, đôi khi là mình đọc là mình rất đang mắt, Đúng thật. tôi nói với cụ đọc rất đang mắt. Cho nên những con người như Minh Tiến, những con người như cụ em, như anh Hùng và những anh taxi Vâng. và những con người đấy nữa, đấy là mình là làm tuyên giáo thay Vâng. cho cục tuyên giáo để mình chỉnh hướng Chính xác đấy ạ. làm đúng cái con người là của văn hóa Việt Nam, Vâng. chứ không được cái mẹ nó tụi nó mới cú, chứ không được cái loại ngoại bang, ngoại bang để đi vào làm thoái hóa cái đạo đức của người Việt Nam. Đúng rồi.
Người Việt Nam mà không biết lịch sử Việt Nam, tôi thật với cụ đúng đôi khi là cũng rất đau mắt. Thế nhưng là cái mà đấy, cái đúng bộ rồi, văn hóa. cái việc đấy là anh em mình sẽ phải đấu tranh rất là kiên trì và bền bỉ để góp ý rồi là đóng góp những ý kiến của mình để mà nhà nước, các cơ quan ban ngành người ta nhìn nhận để người ta chỉnh sửa. Chứ còn để như thế này thì không được. Nhưng mà quay lại cái câu chuyện mà hôm nay cụ đi đấm cái bọn Đức Chúa Trời đấy, thì nó là các cái thành phần ở nơi khác đến chỗ địa phương của cụ nữa à, hay là nó chỉ có ở địa phương thôi? Có ở như một có một số ít ở như địa phương, gọi là có 2-3 người, nhưng cái ở địa phương khác đến là nhiều. À, nhưng mà ở người làng của cụ là có ai tham gia không? Là chắc là cái chủ có nhà chứ, đấy rồi đúng người, không? Chủ nhà có phải là người nhà mình không? Chủ nhà là người hàng xóm. Hàng xóm thì không phải họ hàng xóm. À. Không họ hàng gì cả, nó là hàng xóm. Mà nó một cái, nó có một công, nó giỏi thật, nó làm cho nó tẩy não thật, thật nói tẩy não giỏi thật. Đấy. Bát hương bàn thờ vậy là nó bứt ra ngoài đường hết. Đúng rồi, cụ bây giờ nó còn cái gì nữa. Bát hương mà tôi nhìn đến cái đấy là tôi ớn lắm. Đúng rồi, nó không ăn đồ cúng và tôi nhìn nó đến, không cúng tôi bát hương vậy là nó bứt ra ngoài đường này. Tôi nói thật với cụ chứ còn cái gì mà nói nữa. Chết. Mà tôi nói với cụ như 11 năm, 12 năm tôi ở ngoài Hà Nội, tôi ở ngoài Hà Nội. Ngày xưa tôi học đại học thương mại. Vâng. Còn cái chỗ góc nào ở ngoài Hà Nội mà tôi không biết nữa. Đúng rồi. Thế nên nhưng thì mà... sáng tôi ra ngoài. Hôm nào ra đây cà phê với em. À, hôm nào ra đây làm bữa mộc tổn. Mẹ bây giờ tổ tiên không thờ đi không, thờ. Không. Bảo tổ tiên không nói không thờ thì mẹ nó ném đi như thế này thì đúng thật là nhìn thấy nó bức xúc, nó cay thì mình vào mình đập chúng nó. Đúng ra là anh mà quay được clip xong anh đập chúng nó thì hay nữa. Thế là chắc chắn là cơ quan an ninh ở đấy người ta sẽ vào việc. Anh là huyện Hoàng Hóa đúng không? Nó sẽ Hoàng Hóa, à, Quảng Thanh. Huyện Hoàng Hóa. Xã Quảng Thanh à? Huyện Hoàng Hóa. À. Xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa. Đấy, nó là thôn mấy? Huyện Hoàng Hóa. Thôn Xuân Vi. À, đấy. Thế là chắc chắn là cơ quan pháp luật nhà nước sẽ bảo vệ. Bởi vì cái vấn đề truyền đạo về truyền về đạo Đức Chúa Trời này, cái Đức Chúa Trời này là đang phi pháp, vi phạm vào pháp luật của Việt Nam, đặc biệt đó là về tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam. Nên là cái việc này mình không phải ngại, cụ cứ yên tâm đi. Xã mà làm không đến nơi đến chốn là xã mệt đấy. Phải điều tra rõ ngọn ngành ra, động cơ nào mà để cụ vào, cụ đấm chúng nó và cụ chửi chúng nó. Ngày mai tôi nên tôi làm việc tiếp mà. À, bây giờ nó cho về. À, thế là nó cụ đang ở nhà. Bây giờ nó cho về, ngày mai nó bắt. Đấy, kết nối của em. Ê, ngày mai là bắt nên làm việc tiếp. Mọi cái bây giờ nó lấy lời khai, văn bản đầy đủ hết rồi. Rồi. Nó cho về. Như là bọn ngày này, mai đi làm việc bọn tiếp. Này nó trờn đấy, mẹ cụ đấm chúng nó trận này là bọn nó cũng trờn đấy. Không, nó tay cơ cũng đơn đấy. Nó quen cả cái dưới giang hồ đấy. Tôi biết được cái giọng anh Đại gọi cho tôi là tôi biết. À, tức là có người gọi cho cụ trong tối hôm nay luôn. Ừ, giọng anh Đại, sao tôi nói với cụ giọng thoại? Hàng xóm cho, tôi nghĩ hàng xóm cho tôi làm sao mà đã biết được cụ. Ừ. Tôi nghĩ hàng xóm rồi cho tôi. Nó gọi nội dung như nào? Nó gọi nội dung là cái việc đấy là việc người ta theo cái tín ngưỡng theo tự do tôn giáo. À, tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi người. Rồi nó điều tra tôi, nó điều tra tôi nói thật với cụ trong lúc bức xúc của tôi, chàng tôi không giống như cụ mới mình tiến đâu. Cậu như tôi là nói, lúc nó gọi đấy thì cụ có lưu lại cái cuộc nói chuyện hay không? Không, chàng cái lúc đấy đang ở ủy ban xã. Bây giờ cụ phải tỉnh táo vào là tất cả cuộc điện thoại như thế mà nó mà gọi mà cụ lưu lại được nhá, ghi âm lại được nhá là chúng nó chết đấy. Bởi vì nó nói cái câu là tự do tôn giáo tín ngưỡng thì tự do cái mả bố nhà chúng nó này. Cái đấy nhà nước nào cấp phép cho chúng mày hoạt động hả? Ai cho chúng mày hoạt động? Chúng ta nên nhớ nhé, cụ nên nhớ nhé, ở nhà nước của chúng ta chỉ có 17 cái đạo được chính thức nhà nước chúng ta là cho phép được hoạt động, và 43 tổ chức tôn giáo tín ngưỡng nhé. 43 tổ chức tôn giáo tín ngưỡng và 17 tổ chức đạo đấy, tức là ví dụ là đạo Phật rồi Cao Đài Hòa Hảo rồi là đạo Công giáo đấy, là những đạo đấy, là 17 cái đạo đấy là được phép
hoạt động nhá, trong lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta. Còn đạo đức Chúa Trời nhá, đạo Chúa Trời, hội Chúa Trời, hội thánh Chúa Trời là vi phạm pháp luật của Việt Nam về tôn giáo tín ngưỡng, nên là cái thằng đấy mà nó gọi điện mà nó nói thế là nó vi phạm pháp luật đấy. Cụ mà ghi được thì đấy. Ngày mai cụ cứ lên, nếu mà cụ đấu tranh ở trên xã, cụ mở luôn để tôi tìm đường link của An Ninh TV cho đấy, mới triệt phá các cái đường dây, các cái ổ mà hội Đức Chúa Trời đấy, mở lên cho công an xã, cho nghe, cho bí thư, cho chủ tịch nghe, xem thằng nào dám, xem thằng nào nó dám gọi điện cho cụ và nó dám nói rằng đấy là tự do tôn giáo tín ngưỡng, cụ hiểu chưa? Quả này nó sợ phải đái với cụ ạ. Cho nên là để đến ngày mai nhá, ngày mai có gì tôi sẽ gọi điều chỉnh, ngày mai cụ phải ghi âm lại cuộc, cụ không quay được thì cụ cũng bật máy ghi âm lên, không biết là cụ có sử dụng được ghi âm mới quay không, phải có bằng chứng. Có ghi âm thì cụ yên tâm, tôi nói với cụ là tôi cũng làm một đấy, tôi nhưng mà trong lúc bức xúc thì hôm nay trong lúc bức xúc thì không gì được. Đáng ngã là cụ con nhà quân sự quá, giống như thằng Quyền Nguyễn, mình phải bình tĩnh. Lúc đấy mà cụ mà quay được mẹ quả nó hoạt động đấy, cụ bình tĩnh, cụ gửi cho tôi thì tôi gửi cho cơ quan an ninh, đặc biệt ở bên tôn giáo này, thì cho chúng nó chết ngay. Rồi lúc đấy cụ vào cụ đấm nó, cụ chửi nó, cụ sút nó, hay là cụ mắng nó thoải mái luôn, bởi vì chúng nó đã đang vi phạm, nó núp lùm ở trong các cái tụ điểm đấy, là trong các cái gia đình đấy, để nó hoạt động, nó truyền đạo, nó rất mất dạy luôn đấy. Cái Đức Chúa Trời này. Và bây giờ nhà nước chúng ta đang rất là ủng hộ việc này để mà người dân lên tiếng, nên là cụ yên tâm nhé. Thôi bây giờ muộn rồi, cụ ngủ đi. Cảm ơn cụ nhá. À, tôi hỏi cụ này. Rồi, tôi hỏi cụ này. Cụ khi nào cụ về Thanh Hóa, cụ về quê tôi cái, cụ về nhà tôi cụ chơi cái. Được. Ủa giời. Tôi nói với cụ là tôi mà làm gọi. Nói như này này, cái tháng 7 này tôi bận quá. Thực sự là cái tháng 7 tôi bạn, chắc là nếu mà tôi về được phải tháng 8, bởi vì tháng 7 là rất nhiều các cái chương trình liên quan đến tri ân về nguồn, rồi là làm các cái phóng sự của các bác cựu chiến binh, rồi cựu tù binh. Tôi bận quá, nhưng là chắc chắn tháng 8 tôi sẽ về. Tháng 8 cụ về là ở quê tôi có, tức là anh hùng lực lượng vũ trang đấy. Đấy, đón. Hiện tại bây giờ là về giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công Đoàn ở quê tôi. Bác giết nhiều Mỹ lắm. Bác Trần Công Đoàn đấy à? Hay quá. Bác Trần Công Đoàn, anh hùng lực lượng vũ trang. Bác bốn chiến trường bác đều đi cả. Đấy. Hiện tại bây giờ là bác có gần nhà cụ không? Có bác gần nhà tôi mà bữa nào chẳng đánh cờ với cụ, bữa nào cũng đánh cờ với bác cả. Để tôi sắp xếp làm sao mà tôi về sớm được thì tôi sẽ về sớm, mà đặc biệt là trong tháng 7 này được thì càng tốt nhé. Cụ cố gắng nha, về quê tôi nói thật với cụ là cháu có gì đâu, chỉ có ngoài các gói. Thì đấy là cái tình cảm sướng nhất là cái tình cảm, và chúng ta phải giữ được truyền thống là người Việt Nam sống rất tình cảm và rất tôn trọng nhau và rất tôn trọng lịch sử và văn hóa. Cái đấy mới là sướng rồi. Nên là mẹ cụ sút chúng nó, mà cụ mà gặp Quyền Nguyễn thì chắc là mẹ Quyền Nguyễn nó đánh cho nó sút cho banh tàu luôn. Quyền Nguyễn nó máu lắm đấy. Mẹ trước cái bọn dân chủ quậy mà đi ra ngoài bờ hồ, mẹ Quyền Nguyễn nó ra nó sút hết. Mẹ cầm nó cầm chúng mày mang vòng hoa ra tượng đài Lý Thái Tổ à. Bố láo bố tẹt, nó cầm mẹ cả vòng hoa nó vụt vào mặt chúng nó. Kinh lắm. Quyền nó đất nước này biết bao nhiêu xương máu mà các anh hùng ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Chúng nó đi tuyên truyền những cái bậy bạ này, chúng ta không sợ, bởi vì cái việc này là pháp luật và nhà nước chúng ta đang rất ủng hộ, nên cụ đếch sợ đâu. Ngày mai cụ lên với chúng nó để tí nữa tôi tìm cái chương trình An Ninh TV mà nói về cái Đức Chúa Trời cho cụ đưa dẫn chứng luôn. Tiếc cái là cụ không chụp được bằng chứng ở đấy thôi, chụp được bằng chứng hay quá. Cho nên là gì, mình tiến cũng hỏi tiếc quá thì cũng không, anh cũng không có bằng chứng, cũng không chụp ảnh được, cũng không có cái clip, cho nên mình tiến nó cũng tiếc quá không. Như là cái vấn đề này là mai tôi vẫn lên kênh để tôi tế chúng nó, lại không có chuyện này được nhá. Thôi ngủ nhá, đảm bảo sức khỏe đi, mai ra chiến đấu nhá. Rồi bye bye.